Và hôm nay cuối tuần rồi, chúng ta sẽ đi qua những thông tin vắn tắt để quý vị dành cuối tuần cho những điều thú vị trong cuộc sống. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, họ đã phá hủy một hệ thống phòng không Patriot. Và lại thêm một thông tin nữa từ Bộ Quốc phòng Nga, đúng không ạ? À, 9 tên lửa Hima 140 UAV Vâng, trong 24 giờ qua, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái vụ tấn công UAV khổng lồ của Ukraine trong ngày hôm nay. 96 UAV đã tấn công vào lãnh thổ Nga trong buổi chiều ngày hôm nay, từ báo cáo của những ông thống đốc của các vùng bị tấn công. Vùng Rostov, à, đâu rồi, Rostov uh, à, 55 UAV tấn công không có thương vong về người. Tuy nhiên, Ukraine đã tấn công vào sân bay Rostov buổi sáng, đã, đã nói qua à, và một vài các cái kho tàng bến bãi nhiên liệu ở sát giới tuyến. À, sân bay Rostov có nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp, có khả năng nga đã Ukraine đã đánh trúng một kho đạn ở sân bay Ukraine ở à, sân bay nga. Và thông tin từ phía nga thì là họ đánh trúng một cái nhà kho và như vậy có khả năng là kho đạn rồi. Nếu mà chúng ta nhìn thấy nó nổ liên tiếp à, tung tóe lên, có nghĩa là nó là những cái dạng như tên lửa đấy, đúng không ạ? Tên lửa không đối không không đối đất gì đó, hoặc là thậm chí là bom. Và số lượng UAV tấn công về vùng Rostock này lên tới 55 chiếc UAV. Rồi ở khu vực vùng à, vùng Belgorod 11 cái UAV tấn công vào à, à, quận Gubinsky một kho dầu phát nổ và sau đó đã bị à, dập tắt. 8 UAV tấn công vào vùng Kursk và hệ thống phòng không đã hoạt động bắn hạ à, toàn bộ. 2 UAV tấn công vào vùng Riazan, không có thông tin gì về tổn thất. 2 à, UAV tấn công vào vùng Krasnodar. Và, ở khu vực này và bị bắn hạ trên bầu trời Azov. Và sáng nay thì có một cái UAV tấn công vào vùng Orion, đúng không ạ, vào thẳng một cái chung cư. Buổi sáng chúng ta cũng có những vụ tấn công bằng tên lửa ATAC vào khu vực biển đen, vào Sivastopol, nhưng mà cũng không có thương vong gì. Tuy nhiên thì người dân đã được phen tá hỏa khi mà ATAC nó mắc kẹt ở trên tòa nhà và nó rơi bị bắn hạ, rơi xuống lòng đường giải rác khá nhiều nơi vùng volonet cũng đã bị tấn công bằng một uav ngày hôm nay như vậy là ukraine tấn công giải rác rất nhiều một uav tấn công vùng brian và vâng, brian đây giải rác rất nhiều nhưng mà tập trung toàn bộ vào cái khu vực vùng vostok và vùng Belgorod, chủ yếu là vostok vào sân bay và các kho dầu đúng không ạ có vẻ như là họ nhắm vào những kho đạn ở sân bay cộng với lại những máy bay, nhưng mà có khả năng là máy bay của Nga đã thoát nạn còn kho đạn thì đã phát nổ. Như vậy là một đòn tấn công rất dữ dội mà hôm qua chúng ta mới đưa ra thông báo rất có khả năng Ukraine sẽ tấn công thêm. Đúng ạ? Nhưng mà lại không nghĩ rằng là họ không thêm ở vùng Crimea mà họ thêm rất nhiều ở các cái vùng khác. Đấy, đặc biệt là vùng Rostov on Don. Như vậy là dẫn tới báo cáo bộ phòng Nga cho biết là trong uh, 24 giờ họ đã bắn hạ tới 140 UAV của phía ukraine Còn khả năng hệ thống phòng không Patriot thì đã bắn hạ ở Odessa trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi đã nói qua cùng vị. Cùng uh, tên lửa Hima thì chúng ta không biết ở đâu. Nhưng ở Nikolaev thì có một hệ thống uh, pháo phản lực Hima của Mỹ, Hima bị bắn hạ. Hima bây giờ bị bắn hạ thì nó cũng không phải là cái gì nó quá gọi là đặc sản nữa đúng không ạ? Hôm nay thì chỉ có cái vụ tấn công vào vùng Orion ấy, một cái UAV tấn công trực tiếp vào một cái tòa nhà dân cư thì trông nó thực sự nó ngứa mắt thật, bởi vì nói thật ra đánh thẳng vào dân cư như vậy nó không giải quyết một cái gì cả. Mà nó là càng gây hại cho cái cuộc chiến này đối với lại phía Ukraine hơn, đúng không ạ? Còn về phía Nga, trong uh, chiều ngày hôm nay thì họ cũng đã tấn công vào bằng tên lửa Iskander, à vâng tên lửa Kh-68 vào vùng Poltava và lại là sân bay. Voltaia. Rồi à, họ nói rằng là khi họ tấn công ở đây thì Ukraine đang chuẩn bị máy bay để xuất kích để tấn công vào lãnh thổ của họ và hai quả tên lửa tấn công đã à, đúng vào cái khu vực sân bay định cất cánh và chưa rõ thông tin về cái tổn thất của Ukraine. Một loạt các vụ tấn công quy mô lớn, không biết là tên lửa hay UAV nhắm về hướng Zhytomyr, nơi địa điểm bản doanh của lữ đoàn dù số 95 của Ukraine và trung đoàn độc lập tác chiến điện tử số 20, lữ đoàn uh, tiểu đoàn độc lập dù 13 và trung tâm huấn luyện số 199 cũng như nhà kho độc lập số 102 của lữ đoàn dù cũng như sân bay Origino và tiểu đoàn uh, công binh cơ khí radio 133 <laughs> nghe khổ thật và có thêm vụ tấn công tên lửa Iskander vào hướng Odessa. Như vậy là phía Nga thì cũng không phải dạng vừa, đúng không ạ? Trong đó có Zitomi rất ác liệt, rất nhiều mục tiêu. Còn sân bay này chắc chắn là liên quan đến máy bay bị tổn thất rồi. Odessa khả năng hệ thống phòng không rồi. Như vậy là phía Nga thì nắm vào những cái mục tiêu chất lượng cao. Và đó là những thông tin liên quan đến chiến thuật của hai bên. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tới những thông tin nhanh chóng trên mặt trận. Như vậy là ở hướng... Khe son và ở hướng Khe son thì tôi chỉ thấy có những cái video về việc là nga không hiểu dùng cái tên lửa gì đánh vào các cái tập trung quân của ukraine ở cái đảo giữa vùng Kyrgyzstan này đấy mà nhìn trông nó rất là thê thảm tức là hình ảnh người ngợm là nó cứ nằm còng queo luôn à, các hoạt động chiến thuật và giao tranh ở các vùng đảo thì giảm tương tần suất kể cả chiến thuật samkier và bờ sông cũng thế. Thì cũng không hiểu là tại sao, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có mấy cái vụ kiểu kiểu như vậy. À, nhà máy điện hạt nhân và vùng Nikopol, Zabrija không có gì đáng kể. Khu vực Pattaya, Rabotine, Hulepole, Velika không có thông tin gì. À vâng, chỗ này thì bắt đầu có một mũi tấn công xe bọc thép của Nga ở hướng phía bắc của Uzhhorod, thẳng lên cái khu vực Chiến Hào của ukraine đang chặn ở hướng này sau khi họ để mất Uzo à, và điều này cũng rất có khả năng đúng không ạ rất có khả năng báo hiệu cho một cái đợt tấn công mới của phía nga bởi vì chúng ta cũng biết rằng sau khi nga chiếm được lại hai thành staromajor và uzoze thì cũng đã ba tuần nay rồi họ không có làm cái gì cả họ chỉ làm những công tác chuẩn bị sườn trước thôi và bây giờ đến lúc là gọi là chặt xong sườn là phải, phải xào chua ngọt rồi À, các đoàn tấn công chiến thuật của nga đánh đấm túi bụi vào các khu vực Prechitina, vào khu vực vodiana vào khu vực mỏ đá của vulya à, uav của nga bay rất nhiều trong từ kể kể từ thời điểm mà nga tấn công cắt cái cung đường 532 rồi tiến về đằng phía tây nam của con à, bây giờ thì gần như nga đang kiểm soát bầu trời uav ở đây à, tấn công vào các cái khu vực này của canada rất nhiều UAV thì nó đáng sợ bởi vì là nó khác với các loại pháo bắn xong là quên đúng không ạ nhưng mà UAV thì nó bắn xong nó vẫn không quên nó vẫn điều khiển uh, dẫn đường để nó bay đi bay về lượn đi lượn lại gây tổn thất và nó rất rẻ và chắc chắn Nga có số lượng rất lớn cho nên là những cái uh, vũ khí loại đó đang gây cho Ukraine rất nhiều rắc rối ở cái khu vực này. Và như vậy cũng báo hiệu về việc Nga chắc chắn như tấn công. đúng không ạ Còn ở khu vực này Trung tâm làng Konstantinivka sau khi nga tấn công ra thì chúng ta thấy rằng họ liên tục mở trận địa ra khắp nơi các bên. Không biết bây giờ họ tiến ra đến đâu và cánh quân của họ đang cố hướng về phía nam của làng Konstantinivka và đang gặp kháng cự ác liệt của Ukraine ngoài cửa làng. Cửa phía trên thì cũng thế, Ukraine cũng đang phòng thủ rất là kiên quyết dữ dội. Còn hai khu vực này thì giao chiến sát cửa làng đã diễn ra rồi tình thế có thể nói là rất dồn dập nhưng mà chưa có dấu hiệu suy sụp của trận địa phòng thủ của Ukraine. Các mặt trận từ Bobitda, Masteminipka, Krasnodipka, Nevetske rồi là Kalipka không có thông tin gì. Zasnobrivka phía Bắc đã bắt đầu có những đợt quân của Nga vượt qua sông tiến sang khu vực này. Cộng với quân của họ đánh về phía Tây và UAV của họ bắt đầu tấn công vào khu vực cánh rừng ở dưới Novo và ở bên phải của Nechuke Mezove. Như vậy là rất có khả năng Nga cũng sẽ không buông tha cho quân tiền đồn Ukraine trong cái thung lũng này. Đúng không ạ? Như là kịch bản trước đây họ đã làm là họ sẽ giam quân Ukraine bên phải bờ sông để đánh bên trái của sông Volkia. Và có vẻ như là, và cũng chưa chắc chắn, nhưng có vẻ như là Nga đang có phát đi cái tín hiệu gọi là tiễn khách ở khu này rồi. Ở khu vực phía trên thì chiều nay cường độ tấn công của Nga đã bắt đầu giảm rất có khả năng thì ngày hôm nay chúng ta cũng biết rằng ngày lễ kép đúng không ạ, lễ kép 3 của phía Nga. Đấy, thế nhưng buổi sáng chúng ta đã có những mũi tấn công của Kena về của Nga về hai hướng từ trên làng Serika và hướng Zelena và đổi màu cả hai thành. Chiều nay thì họ đã tiến công sâu hơn vào khu vực trung tâm của Zelena. Rồi buổi sáng có đã mũi tấn công áp sát vào tận cửa ngõ phía Bắc rồi. Uh, khu vực phía Tây Bắc thì cũng đã mất hết rồi, còn khu vực phía Đông Bắc thì còn lại một cả nửa cái pháo đài ở đây, ngáng đường quân Nga ở đây. Rất có khả năng Nga sẽ đổ bộ và kết hợp tấn công từ nhiều hướng để giải quyết cái pháo đài này trước khi họ có thể sử dụng làm bàn đạp tấn công nốt vào trận địa phía Đông của Zelene và kết thúc cái nhà ga uh, gọi là quan trọng của Ukraine trên hành trình hướng về Porok. Các diễn biến ở phần phía trên thì chúng ta có thể thấy rằng nó cứ lồi ra lõm vào cũng không thể theo dõi được nó như thế nào nữa. Nhưng cơ bản chúng ta thấy rằng là à, phía Nga đang à, sau khi đánh chiếm được vùng VCL đúng không ạ? Họ đã mở rộng trận địa ra. Bây giờ thì chiều nay chúng ta thấy có một cái mũi họ hướng từ phía Nam lên ivanitka Đấy, còn các cái khu vực này thì mở rộng ra các vùng xám là không có thay đổi gì đáng kể. Tuy nhiên cái mũi này là mũi tôi thấy quan trọng nhất bởi vì như vậy đã xuất hiện thêm hướng tấn công từ hướng phía Nam tây nam về Ivanitsa, một thị trấn mà như buổi sáng nay nói rằng là Ukraine đã phải rút toàn quân ra khỏi khu vực trung tâm và phía nga đang tiến vào dọn dẹp. Thế nhưng thông tin buổi chiều thì chưa có những cái dấu hiệu cụ thể hơn. Không có thông tin gì ở hướng Timofika, Lysine trong chiều ngày hôm nay. À, vâng, ở đây thì để nhìn lại chúng ta có thể tham khảo một cái bản đồ như thế này để chúng ta thấy là À, phía Nga tấn công như thế nào ở hướng này và đây quý vị có thể xem là cái bản đồ ở cái vùng Adipka diễn ra trong 24 giờ thì chúng ta nhìn thấy các cái hướng tấn công của phía Nga đúng không ạ nó rất là hỗn tạp và nó rất là loạn xì ngậu lên nó nở hoa khắp nơi Đấy, chúng ta chỉ biết rằng là cứ men theo đường tàu là họ tấn công chỗ nào họ là cũng tấn công và đa số các hướng tấn công của phía Nga đã đều đánh chiếm đúng không? đều tiến và chiếm được Đấy, còn pháo kích rồi uav rồi bom đạn đánh tơi bời các đường giới tuyến và phía hậu phương Đấy, có nghĩa là cái chiến cái 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 diễn biến ở khu vực này của phía nga nó cực kỳ là nó xôm tụ và nó xem đến mức độ mà chúng ta cũng không biết rằng là nga cụ thể chiếm được cái gì vào thời điểm nào chúng ta chỉ biết rằng là nếu mà nhìn nhanh ngắn thì cũng không thấy gì đáng kể đúng không ạ nhưng mà nhìn trong một thời gian lâu thì chúng ta thấy các bước tiến của phía nga nó rất là nhiều và rất là đều xung quanh cái trục đó à, tình huống ở đây nếu ukraine không chặn được thì có thể nói rằng là sẽ là một tình huống thay đổi cuộc chơi đúng không ạ À, phía trên không có thông tin gì tức là hướng bắc ở à, toàn bộ cái trục à, của Ochiretine về phía bắc mặc dù là tôi cảm giác như phía nga đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch phía bắc này vì à, bên phía New York họ thật tiến quá xa rồi đúng không ạ gọng kìm này cũng lên quá xa rồi như vậy lòng chảo cần phải tiến cho nó tiến bộ có bằng em bằng anh à, chính hướng New York sau khi phía nga liên tục mở rộng trận địa ra ở cánh phía bên đông New York chiều nay chúng ta cũng không có thông tin gì thêm cũng có thể là một buổi chiều ngày lễ cho nên chúng ta không cập nhật được thông tin đúng không ạ. Còn ở hướng phía tây thì phía nga vẫn tích cực tiến theo đường uh, cái con đường chính dẫn sang vùng New York nhưng mà cũng không tiến được là bao trong chiều ngày hôm nay và cả mũi tấn công về hồ cũng không ghi nhận gì. Tuy nhiên thì ở cái hướng chính buổi sáng hôm nay chúng ta có một cái mũi tấn công khá to của phía nga ở khu vực trung tâm và lần đầu tiên chiều nay họ đã chiến lên chiếm hết cái khu vực mà cứ điểm còn lại Ukraine đây rồi là quân của họ đã chính thức tiến hẳn vào trong Torek có nghĩa là chiều nay là một cái bước chính thức là Nga đã đột kích vào vùng Torek đấy đã tấn công tiến hẳn vào vùng Torek và khả năng bây giờ cái bản đồ nó như thế này đấy còn uh, nó có khả năng có vùng xám vùng giao tranh nhưng mà đâu đấy phía nga đã tiến vào trong khu vực đô thị torek bắt đầu bằng những cái dãy nhà dân ở đây và khu vực này đồng thời cánh quân của họ ở cái khu vực bên phải của bãi đất chiều nay đã tiến vào chiếm những dãy nhà những dãy cứ điểm đầu tiên ở trên cái bãi đất này còn cánh bên trái thì đang mải miết tiến về thẳng khu vực phía trung tâm, phía bắc của Torek và hỗ trợ cho cánh quân bên phải tấn công vào các khu vực đô thị còn lại của vùng Jolile, Jalile. Và tất nhiên là sẽ có cánh quân bên phải ở đây của cái hướng này nhắm vào cái khu vực bãi đất cao điểm ở đây. Như vậy là trong chiều nay thì Nga có hai cái bước tiến nhỏ nhưng mà khá quan trọng là lần đầu tiên họ đã đặt chân đánh quân chủ lực vào Torek, đúng không ạ? Và thứ hai là đánh vào thẳng chiếm luôn cả lên cái, cái 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 khu vực cao điểm của Ukraine. Còn ở hướng bên tay phía bên này thì chúng ta cũng có thấy là rất nhiều nỗ lực của phía Nga đang cố tiến lên hướng cái bãi đất còn lại ở phía bên kia. Tuy nhiên chiều nay chúng ta không ghi nhận bước tiến gì. Ở hướng này chúng ta cũng thấy Nga cũng đã tiến lên chiếm nốt cái uh, trường đại học đấy mà vâng buổi sáng nay thì đã chiếm rồi nhưng buổi chiều hôm nay họ tiếp tục mở rộng trận địa ra ở khu vực trường đại học. Đây chính là một cái nơi cũng khá là quan trọng mang tính chất là vừa phòng thủ uh, lẫn tấn công đều tốt và nằm ở cái khu vực che chắn rất nhiều thứ quan trọng ở phía đằng sau. Uh, có thể nói là cái tiền đồn của cái khu này cho nên là một cái vị trí rất quan trọng. Giao tranh đang diễn ra ác liệt ở khu vực thung lũng còn lại khi mà phía Nga đang cố khép chặt vòng vây để giải quyết toàn bộ những khu vực đô thị của Ukraine còn lại trong đây và chúng ta sẽ chờ vào những giờ sắp tới xem có thay đổi gì không. Như vậy chúng ta đi qua khu vực Donetsk vẫn là một trong những khu vực cùng với anipka diễn ra nhiều những cái diễn biến lớn nhỏ nhất đúng không ạ? Tuy nhiên thì diễn biến ác liệt nó lại nằm ở vùng Donetsk cơ. Ác liệt nhưng tiến không tiến được là bao. Đấy. Ở chỗ này phía Nga chật vật cho biết là họ tiến được 200 mét để chiếm toàn bộ cao điểm 215 ở độ cao 25 mét so với lại mực nước biển. Gần như nó là độ cao thống trị của toàn cái vùng này. Và có thể nói là họ trải qua một cái trận đánh rất ác liệt. Ukraine không nỡ từ bỏ cái cao điểm mà đối với họ cũng rất quan trọng. Đối với Nga cũng rất quan trọng. Mỗi bên khi nào chiếm được khu vực này thì đều làm chủ trận địa kikitcha nhưng có lẽ là lần này cái thế trận đã không thuận cho Ukraine lắm để họ có thể trụ lại. Cho nên họ đã đánh mất cái cao điểm này. Tuy nó chưa hoàn toàn nhưng nó là sẽ bước tiếp theo để có thể họ sẽ mất nhiều hơn. Ukraine mất thêm một đoạn đáng kể ở phía nam của Ivaneska và phía bắc Kyrgyzha. Đồng thời là hướng phía tây nam họ cũng mất một đoạn rất lớn ở đây. Như vậy thì Tuy nó là lớn và rất lớn nhưng mà nó là bé tí so với những vùng khác nhưng nó cũng báo hiệu những cái dấu hiệu cho biết là phía Ukraine sẽ có khả năng sẽ phải rút quân, đúng không ạ? Còn lại thì tại thời điểm này họ vẫn còn đang uh, phòng thủ uh, khá là kiên cố mặc dù đã có những cái đạo quân đã được lệnh hoặc là đã tự ý rút lui về phía bờ sông rồi. Và giao tranh ở đây diễn ra từ đầu tuần đến giờ ác liệt chứ không phải là như chúng ta vừa nhìn đâu, đúng không ạ? Thậm chí ở đây... Tôi thấy là Nga đã lên tái chiếm được một khu vực dọc bờ sông nhưng có khả năng đã bị Ukraine cắt đứt trở lại rồi. Có nghĩa là ở rất nhiều điểm chúng ta thấy Ukraine đã tung quân tái chiếm các cái phần mà Nga vừa chiếm được. Không chỉ ở chiến trường này, nó nhiều chiến trường khác. Điều cho thấy rằng là họ chỗ nào mà họ gọi là phản kích được thì họ vẫn tiếp tục phản kích ác liệt đấy. Vâng, tiếp tục lên phía Bắc với hành trình xung quanh vòng cung Bắc Mút. À, khu vực này và cái khu vực mà gọi là phía bắc của Russdoripka thì à, có những thông tin chiều nay cho biết là quân nga đã đánh vòng vo thế nào đó để mà họ đã vòng từ sau lưng hướng đông đánh chiếm được một vài những cái dãy nhà đầu tiên của trong làng Pezine. Đấy. thì điều này chúng ta cũng thấy là nó khá là logic bởi vì nga tấn công đánh chiếm khu vực này tưng bừng những ngày vừa qua rồi có những báo cáo về việc họ tiến quân này nọ rồi đúng không ạ nhưng mà có vẻ như là cái thông tin để xác nhận tọa độ nó nó còn chưa rõ ràng, nên cho nên chúng ta sẽ chờ xem nhưng rõ ràng là phía Nga đã đạt được những cái bước tiến nhỏ nhưng rất quan trọng ở hướng này, nhắm về hướng PZN. Với việc tấn công vào miền Nam PZN như này thì có khả năng Nga sẽ mở mũi tấn công lớn để phong cách của họ là cắt đứt cái đường kết nối giữa PZN với lại Federica. Đấy, để đồng thời giải quyết cả hai thành một lúc, đặc biệt là Federica đúng không ạ? Đây là nơi mà ngáng đường phía Nga không thể tiến được từ cái góc đường quốc lộ phía bên trái đấy và cả cái gọng kìm phía bên trái nữa. Cho nên nga cắt cái đường này ra, rồi sau đó là tung hỏa lực chấn áp các khu vực uh, các cái đường quốc lộ còn lại và họ sẽ bao vây cô lập federoka Và không có thông tin gì về mũi tấn công của nga ở uh, hướng vâng uh, Còn ở trên này rất là thú vị khi nhiều uh, nguồn tin cho biết ukraine đã tái chiếm bên kia bờ sông của phía nga ở lamaika. Uh, cái điều này thì mặc dù thú vị nhưng mà chúng ta lại không có quá ngạc nhiên bởi vì là uh, thứ nhất đây là một cái thành mà Ukraine không thể để mất đúng không ạ và tôi đoán với cái cái kiểu đánh của nga xong rồi là họ để đấy mà không có gây sức ép lớn như thế này thì có nghĩa rằng phía nga vẫn chưa có một cái sự cam kết nguồn lực lớn để cho có thể xử lý toàn bộ cái khu vực này đúng không ạ À, tất nhiên là cái đấy thì mang tính chất tình huống thôi. Lúc trước thì chúng ta nhìn thấy, nhưng mà lúc sau thì chúng ta thấy là nga khá im lìm, cho nên là ukraine tái chiếm lại. Ở đây thì họ có lữ đoàn azov và có rất nhiều đơn vị tinh nhuệ và họ cũng thấy mất makivka, họ có khả mất năng mất toàn bộ cả cái khu vực phía dưới, khu vực rất là trọng yếu và mở cửa cho nga sang phía bên kia, cho nên họ đã vượt qua bờ sông để tái chiếm lại thì điều đấy với ukraine rõ ràng là một điều rất quan trọng rồi về phía nga thì chỉ có vấn đề về nguồn lực thôi và cái điều mà chúng khiến chúng ta ngạc nhiên là họ để cho ukraine vượt qua sông tái chiếm đúng không ạ thế nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là nga tiếp tục muốn dây dưa với ukraine ở khu vực này để họ làm những cái việc khác còn cái việc mà nga để ukraine tái chiếm lại makipka ở bên này bờ sông thì thực sự là đến với tôi như là một bất ngờ trừ khi là thực sự trước đấy Nga chưa bao giờ làm chủ toàn bộ cái khu vực dân cư đúng không ạ? mà chỉ thực sự mới chiếm được một nửa hay như thế nào đó thôi. Còn Ukraine vẫn đóng dày đặc ở bên cái lòng chảo ở phía bắc của nó. Nhìn chung là thông tin nó nhiễu loạn cho nên chúng ta không nắm được toàn bộ tình hình và rất có khả năng đấy cũng là một cái kịch bản có thật bởi vì từ lâu lắm rồi. Phía Nga đã không chiếm lại được cái khu vực này đúng không ạ? Sau khi mà nhiều bản đồ đã ghi nhận là họ đã chiếm toàn bộ khu vực trung tâm này thì rất là vô lý. Nếu như mà cái cái, cái bên này còn lại nó chả còn cái gì nữa mà không chiếm nốt đi. Thì như vậy cho thấy rằng có khả năng Ukraine vẫn còn có mặt ở bên đây. Vâng, thôi được rồi chúng ta hãy cứ chờ những kết quả trận đấu đúng ạ còn ở khu vực này thì cũng hai bên giao tranh rồi nga chiếm đi ukraine chiếm lại rồi nga chiếm lại lần nữa rất nhiều nơi như chúng ta đã thấy nhưng mà 24 giờ qua thì không có thông tin gì thêm lên cả hướng stenmakipka berestove pichane tabayka và lên cả Sikovka nữa còn tít ở khu vực kharkov thì thông báo của cánh quân phương bắc của phía nga hoạt động ở đây Họ nói rằng là họ đang phải à, gọi là là kỳ à, chờ đợi một cái cơn thịnh nộ của Ukraine cực kỳ khủng khiếp khi mà Ukraine những ngày gần đây đang tích cực đưa quân dồn quân số lượng kỷ lục áp đảo nhiều lần và đang dàn trận cộng với tất cả những công tác chuẩn bị hậu cần lớn chưa từng có để chuẩn bị tấn công vào trận địa của phía Nga và đối họ nói rằng là đây có khả năng là đợt tấn công chính của Ukraine chứ còn tất cả những đợt trước thì nó vẫn chưa ăn thua và những thông tin đến từ cánh quân này có vẻ họ đang rất quan ngại đấy với cái tình hình đấy từ Ukraine thì cái điều đấy nó cũng không phải là một cái gì nó ngạc nhiên đúng không, quý vị bởi chúng ta cũng biết rằng Ukraine quân của họ đây rất là mạnh rất là đông và rất là tinh nhuệ Đấy, vì tập trung hết lên đây rồi và các nơi khác thì nó hở à, và nga cũng đã bị Ukraine lấy lại nhiều nơi rồi cũng cầm chân dây dưa, rồi Ukraine vẫn tiếp tục mở rộng và nhiều bản đồ bây giờ đã xác lập lại nhiều các vị trí nó đã chuẩn hơn trước rồi, cho thấy Ukraine thực sự là họ đã tái chiếm lại nhiều vùng kể từ đầu tháng 7 và tháng 6, thì cho thấy rằng là cái lực của Ukraine rất là mạnh và phía nga thì tôi đoán nó vẫn chỉ là đủ dùng ở cái tuyến này thôi, còn mình không biết đằng sau họ có cái gì, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì tôi cảm nhận đến một cái như thế này là nếu mà thực sự nga họ nói rằng là họ đang ái ngại với một đợt tấn công ở đấy ukraine thì nó rất khác với lại cái phong cách của họ đúng không ạ nhất là cái người mà đại diện cho cánh quân phương bắc một cái cánh quân nó rất là quan trọng và ý nghĩa biểu tượng của nó rất cao thì cái dấu hiệu đấy thực ra nếu nó có thì cũng không có vấn đề gì là lạ còn nếu mà nó không thì tôi cũng cảm giác rằng phía nga vẫn tiếp tục à ơi câu kéo ukraine để làm cho ukraine không nỡ rời đi khu vực này đúng không, quý vị bởi vì khu vực này nó có quá lợi cho phía Nga để mà họ tiếp tục gây những cái sự sụp đổ cho cái các cái chiến tuyến khác. Chứ còn mấy khi mà người Nga người ta nói ra rằng là tình huống nó khó khăn đâu. Còn trừ khi nó khó khăn, thực sự là rất khó khăn thì họ sẽ nói như vậy. Thực sự là nếu mà nói về chiến cuộc mà nói, ấy, về mặt chiến thuật ấy, thì chúng ta thấy rằng là khắc cốp từ khi Nga mở mặt trận này nó mang lại cho họ vô vàn những cái lợi ích. Đúng không ạ? À, chúng ta có thể nhìn thấy là hàng trăm km vuông ở những khu vực trọng yếu nhất đã rơi vào tay Nga. Đấy là một cái điều mà nó tối thiểu của cái chiến tranh đã là họ đã đánh chiếm được những khu vực quan trọng đã. Đúng không ạ? Và uy hiếp vào thẳng vào thành phố Khắc Cốp cũng như là uy hiếp để chia cắt toàn bộ miền đông của vùng Khắc Cốp ra và chiếm hàng nhiều trăm km vuông. Như vậy rõ ràng đấy là một cái thành công. Còn thứ hai nữa thì chúng ta thấy rằng là từ mục tiêu số 1 cho đến số 4 họ đều đạt được đúng không ạ và uh, chúng ta không cần nói về những cái tổn thất của ukraine có thể nói từ khi chiến dịch khắc cốt mở thì ukraine tổn thất rất lớn nhưng mà cái sự uh, sụp đổ ở những chiến trường khác đang vẫn tiếp tục diễn ra và không ngăn cản được thì đấy mới là cái tổn thất lớn nhất đúng không ạ cho nên là um, chắc chắn nga sẽ không muốn ukraine rời khỏi khắc cốp đấy là một cái điều tiên quyết và điều này nếu như như vậy, thực ra theo suy luận của tôi như vậy thì để cho thấy rằng là thực sự Nga không có ý định để đánh khắc cốp tại thời điểm này. Đúng không ạ? Có nghĩa rằng là nếu họ muốn đánh khắc cốp với quy mô lớn thì có nghĩa rằng họ sẽ muốn Ukraine rời đi. Đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì họ đã mất rất nhiều công sức để câu kéo Ukraine lên đây rồi và quân Ukraine ở đây đông. Và Nga cũng không có đủ nguồn lực lớn để đánh sâu hơn cho nên là họ muốn dây dưa Ukraine ở khu vực này để họ có thể đánh lớn hoặc là tiếp tục đánh những cái gì đang có ở khu vực khác thôi. Và như tôi nói là từ khi chiến dịch khắc cốp này thì tổn thất Ukraine đã dâng lên tới mức độ khoảng độ 160 đến 170% so với bình thường. Có nghĩa rằng là ở tất cả những khía cạnh quan trọng của cuộc chiến thì khắc cốp, chiến dịch khắc cốp chính là chiến dịch mà đã bẻ ngoặt lái hướng cái cuộc chiến đi. Mà chúng ta nhìn thấy cái sự sụp đổ và suy sụp quân đội Ukraine nó rõ nét hơn chưa bao giờ hết và kể từ đấy thì chúng ta mới xuất hiện những không khí liên quan đến hòa bình mới chiến mới lại bất đàm phán ở Ukraine đúng không, quý vị cho nên là nói thật ra là khắc cốp là một cái sự thành công cực kỳ lớn của quân đội nga còn lại thì tôi nhiều quý vị hỏi về việc là Ukraine tung tin này tung kia nhưng mà tôi không đánh giá cái việc một vài trăm mét đất ở Ukraine ở khắc cốp này nó quan trọng Đúng ạ, mình phải nhìn mà nó thoáng hơn ở cái đó. Mà kể cả tôi nói về việc đất thôi, thì một vài trăm mét đất nó không thể so với việc là một vài trăm nghìn km đất Nga đã chiếm được khu vực này từ tay Ukraine. Có nghĩa rằng người gấp hàng nghìn lần như vậy, đúng ạ? Cho nên là tùy từng góc nhìn, nếu như mà đứng ở dưới Ukraine thì họ sẽ có nhu cầu gọi đây là một cái sự thất bại của phía Nga, đúng ạ? Bởi vì họ làm gì có thể dám gọi cái khác nữa đâu. Bởi vì tất cả những khu vực khác họ đang thất bại mà họ còn gọi đây là thất bại nữa thì có nghĩa là họ không làm được cái gì. Cho nên họ buộc phải gọi đây là một cái thất bại của phía Nga hay là một chiến thắng giòn giã của Ukraine. Cũng giống như kiểu một ca mổ thành công thôi đúng không quý vị. Còn vế hai thì chúng ta tự biết. Vâng, đó là những thông tin liên quan tới chiến sự. Chiều nay thì chúng tôi sẽ không mở rộng những thông tin liên quan tới chiến cuộc quá nhiều. Nhưng mà chúng ta sẽ đi qua một loạt những thông tin đáng lưu ý.